Giờ phút quyết định sắp đến, Long và Thảo ngày càng khăng khít, nhưng hình như mối nghi ngờ vẫn còn trong Thảo. Với Vi, liệu cơ hội tìm một nửa có còn hay không? Red dành tình cảm cho cả Diễm và Huyền, tới cuối cùng anh sẽ tỏ tình với ai? Diễm và Nhân liệu có giữ được bí mật đến giây phút cuối cùng? Mời các bạn cùng theo dõi tập cuối cùng của Ngôi Nhà Chung Series 10. The Beach House Resort, một điểm cắm trại dã ngoại tuyệt vời dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là dành cho giới trẻ. Giây phút quyết định đang đến gần, và trong những cuộc hẹn cuối cùng, những tâm tư của các bạn trẻ đã được nói ra. Ủa chứ anh thích người con gái như thế nào? Thứ nhất anh chọn người con gái của anh là anh chọn tự tính trước đã. Một khi cái tính tốt là tự động người ta sẽ đẹp. Đúng rồi. Cho nên là cái đó là cái điều mà đầu tiên mà để anh tìm hiểu người con gái. Và đó là lý do mà vì sao anh không thể quên được người bạn gái của anh. Bạn gái của anh tính cực kỳ tốt, cực kỳ chung thủy. Là hầu như là bạn đi làm suốt, không có đi chơi với ai luôn á. Không có đi chơi, không giao du với bạn bè, chỉ là nếu mà đi thì đi ăn với gia đình thôi. Nhưng mà vì anh đang bị nặng tình với bạn gái cũ của anh quá đúng không? Kiểu là chưa quen được ấy. Nên là bây giờ vào đây anh chưa có cảm giác là anh sẽ mở lòng với ai cả. Đúng rồi. Bình thường lúc trước đây thì mình nói chuyện với anh là không có nói chuyện nhiều. Nhưng mà hôm nay thì Tuấn Anh có vẻ có mở lòng ra một chút, thì có nói chuyện với mình vì bạn ấy như vậy và những cái chuyện tình trước của bạn như vậy, nên là bây giờ bạn đang cảm giác chưa có thể mở lòng ra nhiều hơn. Nhưng thật ra đến bây giờ thì ngày cuối mới biết thực sự được là người của Tuấn Anh là như vậy. Chứ thật ra không phải là Tuấn Anh không muốn vui vẻ, hoặc là không phải là không nhiệt tình với tất cả mọi người, nhưng bởi vì thực ra là Tuấn Anh đang bị cái tình cảm của người yêu cũ nó chi phối vào cái cảm xúc của Tuấn Anh. Em đã xác định vô đây là em sẽ tìm nhiều. Không phải là chắc chắn là yêu trong mấy ngày thì nó không đúng, nhưng mà kiểu mình mong muốn là mình sẽ mở lòng hơn, mình sẽ kiểu trải lòng nhiều hơn với lại mọi người. Thì đúng là lúc mà em nghĩ là em mở lòng thì em có cảm xúc đấy, có cảm xúc với lòng đấy. Lúc đầu tiên là anh thích Vi. Lúc đầu tiên anh thích Vi. Tại vì anh có kiểu ấn tượng nhiều đúng không? Không, tức là cái ngày đầu tiên, lần đầu tiên anh gặp thì anh ấn tượng với Thảo, tại vì cái Thảo về Thảo tóc ngắn. Dạ, anh rất thích con gái tóc ngắn. À. Rất thích con gái tóc ngắn, nhưng mà đến buổi tối cái lúc ngồi ăn á thì Vi lại là Vi nổi hơn, nổi bật hơn. Vi tức là lúc ấy Vi nói rất ít. Vi nói rất ít thì kiểu anh không phải là thằng hướng ngoại, anh hướng nội cơ. Anh Long với Vi đi. Nói chuyện chắc chắn thì không hợp. Sao anh nghĩ vậy? Tại vì anh nghe Vi nói mấy lần. Thật ra em chọn Long là vì ảnh là người đúng cái gu nhất. Nhưng em thấy em không phải là gu của anh Long. Vậy là trước đây là em với anh Long là cũng có ý, anh Long cũng có thích ý thích em đúng không? Nhưng thì Long một là một hai ngày mấy ngày đầu là Long là thích em mà. Thì là em cũng có cảm xúc với Long đấy, thì em nói chuyện với Long rất là hợp đó. Vì em với Long có nhiều điểm chung lắm. Thực ra là Long cũng có nói là em giữa em và Thảo ấy, là em với Long là có nhiều điểm chung hơn là Thảo với Long. Thế Vi bảo là Vi nhìn thấy anh đi về với Thảo nên là Vi khó chịu. Vậy sao lúc đi với Thảo anh không nói với Vi? Anh có nhắn tin cho Vi. Nhưng mà anh có nhắn tin cho Vi bảo là lát 8 giờ anh đi đón Thảo về. Xong Vi còn nói là dạ. Vậy thôi. Ừ, bảo lát anh nhân đón em lúc 5 giờ, bảo ừ, ok. Thế có gì nếu mà về sớm thì chờ mọi người về rồi chơi á. Dạ. Lúc đó anh có nói mà, nhưng mà tự nhiên về thấy thay đổi thái độ luôn thì anh lúc đấy anh cũng thấy kiểu như thế anh khó chịu, anh cũng không gọi ra anh nói chuyện gì luôn. Bực luôn rồi phải không? Anh bực mà. Kiểu tự nhiên. Không sao, hôm đấy anh còn nói em là anh bực mà. Ừ. Lúc đó anh bực thật mà. Anh bực là tại vì kiểu có gì thì phải nói á.
Tại con gái nó hay vậy đó, nó mà đã khó chịu là nó không thèm nói đâu. Cho nên con trai nó hay không hiểu gì hết. Không hiểu là thôi luôn. Không hiểu là ấy luôn, tại vì anh nói là cái lúc đấy mới là đang trong giai đoạn là có cảm tình, đang muốn tìm hiểu. Mà đã gặp cái như thế rồi thì kiểu anh chả còn anh lại không thích mà. Kiểu như vậy. Anh không thích con gái cái kiểu anh không thích con gái như thế. Anh thích người thẳng thắn là có gì nói. Chứ anh không thích kiểu tự nhiên giận dỗi, không hiểu lý do. Đôi khi trong một vài ngày một cái trường hợp gì đó nó xảy ra một cái mâu thuẫn gì đó là nó sẽ mất đi cảm xúc ngay lập tức thôi. Dạ, ngay, em với Long có mâu thuẫn rồi hả? Ngày thứ hai vô thì có cảm xúc một tí, nhưng mà kiểu xong rồi mâu thuẫn xong rồi là nó mất cảm xúc luôn. Ngày hôm đấy thì kiểu thật sự là ví dụ anh đang thích Vi ở cái tầm như này, nó tụt một phát xuống dưới luôn. Tụt luôn. Thì thời gian sau đấy anh tiếp xúc với Thảo nhiều thì anh thấy Thảo chịu khó nghe. Em với Vi thì em nghĩ là ảnh vẫn thích Vi, nhưng mà tại vì phải chọn một thì có thể là cái khoảng ngay em tới đúng lúc. Em tới đúng cái bữa mà ổng cần chia sẻ, ổng cần cái này cái kia. Anh thì quan trọng là khi mà quen nhau thì phải tin nhau thôi. Còn nếu không tin? Không tin thì sớm muộn nó cũng sẽ xảy ra chuyện. Đúng rồi. Anh trước giờ anh yêu là anh sẽ tin. Đơn giản thế thôi. Anh đã xác định điều là anh sẽ tin. Vậy sau cái chương trình này anh đã tìm lại được cảm xúc đó chưa? Nói chung là sau cái chương trình này là anh đã tìm, nhưng mà cái người mà mang đến cái cảm xúc cho anh đầu tiên là Vi. Người mà làm cho anh cảm thấy khó chịu và ghen cũng là Vi luôn đó. Còn là... Thảo thì anh ở anh nhưng mà Thảo lại là an toàn hơn. Thảo là cảm giác anh rất là anh yên bình nữa, rất là yên bình và an toàn đó. Còn Vi thì nhiều khi là anh không hiểu được. Em cứ có cảm giác là Vi sẽ học hơn, nhưng mà kiểu hôm đó em tới quá đúng lúc và em bình tĩnh hơn Vi, cho nên là anh Long chọn em. Nhưng giả sử mà không có bữa đó thì anh Long vẫn sẽ chọn Vi. Và giả sử sau chương trình này mà càng lộ ra mỗi điểm gì đó tụi em lục đục thì anh Long sẽ lại quay lại Vi. Em đang rất là cảm giác đó luôn. Nhưng mà cái này thì yêu nhau hay không thì nó cũng không chắc rồi. Gọi ra sau chương trình thì cũng mới biết được là ai với ai. Câu chuyện có vẻ như đã đến hồi kết, nhưng hình như chỉ mới là bắt đầu. Trưa hôm đó, Brett đã quay lại vừa kịp bữa cơm trưa cùng các bạn. Sau bữa cơm trưa, các chàng trai và các cô gái được di chuyển đến nơi cách ly. Đây là giờ phút để họ có thể suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định sau cùng. Và một trong những điều quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định của họ chính là phán đoán về cặp đôi bí ẩn. Cặp đôi bí ẩn. Đông Lan và Thảo. Tại vì... Rồi đây là không chắc chắn nhưng mà... Hay hơn là... không nói chuyện nhiều. Tôi là bình bình thường, mỗi người tất cả không nói chuyện nhiều. Nhưng mà, hay hơn là chắc chắn không nói chuyện. Chúng em biết xin là tôi là bà Thảo. Tôi anh vẫn nghĩ là anh Long với lại Vi sẽ là cặp đôi bí ẩn. Càng đến sát giờ thì mình càng không dám chắc về cặp đôi bí ẩn là ai. Nhưng mà theo như mình nghĩ thì cặp đôi bí ẩn nhiều khả năng sẽ là Brad và Vi. Chị có thể là chị Diễm, nhưng mà vì phía nam thì bây giờ mình đang nghĩ Brad thì nó Brad thì bây giờ mình đang loại trừ Brad ra, nên là chỉ còn có thể là Tuấn Anh. Nhưng mà Tuấn Anh và Diễm thì nó kiểu nếu như hai người đó là cặp đôi bí ẩn thì có vẻ hơi khá là bất ngờ và sốc cho mọi người. Mình đang nghĩ để mình đang theo cái hướng về Tuấn Anh và Diễm, nhưng mà không có chắc chắn như vậy. Nếu như Diễm không phải là cặp đôi bí ẩn thì mình nghĩ mùa này sẽ không có cặp đôi bí ẩn. Về cặp đôi bí ẩn thì không phải là mình nghĩ nữa,
mà mình mong muốn. Mình mong muốn sẽ là Diễm với Brad. Tại vì Diễm với Brad, hai người đó nếu là cặp đôi bí ẩn thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sẽ không làm ai buồn, không làm ai hụt hẫng về niềm tin cả. Mình nghĩ nên là hai người đó. Còn nếu như không phải hai người đó thì mình nghĩ chắc chương trình năm nay không có cặp đôi bí ẩn luôn. Tới ngày cuối cùng rồi em vẫn suy nghĩ, cái suy nghĩ cặp đôi bí ẩn của em giống như là ngày đầu tiên là anh Brad với chị Diễm. Trước khi ánh hoàng hôn buông xuống, các chàng trai và các cô gái đã sẵn sàng cho giờ phút cuối cùng của ngôi nhà chung sơ đi 10. Tại vì từ lần đầu tiên khi Jim nhìn Brad, always smile, always mặc cười. Brad thích new boy. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can't you see? You are everything I hope for. You are everything I need. You are so beautiful. Me. Em nhận cái này được không? Dạ. Yeah. Cảm ơn. Thì hôn không có gì tái. Anh còn muốn nói gì không? Anh còn muốn nói gì nữa không? Anh muốn em là anh em. Cảm ơn. Thank you. Được rồi. À, ok. Thank you. Yeah. Từ đầu đến từ đầu hành trình anh có nghe không? Nghe. Yeah. Cho tới bây giờ thì anh là người mà em thấy ấn tượng nhất. Ấn tượng. Ấn tượng. Dạ. Và là người mà hợp với em, nói chuyện rất là vui. Nhưng mà cái điều mà anh nghi ngờ á, đúng rồi đó. Em là cảm thấy VIP mà thôi. Mà em chỉ xem cái tình cảm này là những người bạn thôi. You are my fan. You are my fan. Và hy vọng là sau này, sau chương trình này, tỏ hôn mi quá. Mình sẽ hôn mi. Sẽ là những người bạn tốt và thân thiết hơn. Ok. Xin lỗi anh.
Anh hiểu không? Không hiểu. Hiểu rồi. Bắt tay nha. Từ chối hả? Từ chối hả? Chị đi. Dạ. Opa. Chúc mừng em. Khá lắm. Thì bọn mình cũng trải qua rất là nhiều thứ, cũng có những cái bất ngờ này bất ngờ kia. Thì đây là một cái bất ngờ cuối cùng, anh cũng muốn trêu em thôi. Nhưng mà cái bó hoa này thì là thật. Cảm ơn em vì những ngày qua đã luôn ở bên cạnh anh, cùng nói chuyện với anh. Anh mong là sau này nó không chỉ là kết thúc ở chương trình này nữa, mà về thời gian sau mình vẫn luôn ở bên cạnh nhau, vẫn sẽ có những khoảnh khắc đẹp, mình sẽ vẫn chôn nhau như thế. Và làm yêu nhé. Nếu anh bắt em, nếu mà em bắt anh nắm tay lại thì sao? Anh nghĩ là lần này có thể đoán được. Nhưng mà bây giờ em nên đồng ý luôn. Sao anh nói là nắm tay lại anh đoán được? Thì anh đoán được, nhưng mà thôi đồng ý luôn đi. Chứ cái gì nó 50 năm, nó không phải 100% thì nó vẫn là không chắc. Nó không trọn vẹn đúng không? Thì trước khi tỏ tình á, anh xin nhận xét từng bạn trước đi ha. Thì đầu tiên là Huyền. Em tính em Huyền thì rất là dễ thương, rất là hòa đồng và luôn quan tâm giúp đỡ mọi người. Em đối với em thì anh xem em như một đứa em gái vậy đó. Em thuộc luôn đúng không? Thuộc có trả lời đúng không? Thì thật sự thì sau chương trình này thì anh biết là mình có thêm một đứa em như em nữa, rất là tốt. Anh em mình sau này không còn tham gia chương trình nữa, vẫn mãi là anh em tốt của nhau. Thì anh hy vọng sau này cái người con trai mà có thể mang lại hạnh phúc cho em phải thật xứng đáng với em. Anh luôn mong điều đó nha. Còn Vi, đối với em anh luôn có một tình cảm gì đó gọi là đặc biệt, trên cả mức bạn bè. Nhưng mà nó chỉ nằm ở phía đó thôi. Và đến ngày hôm nay anh thật sự cảm thấy rất là có lỗi với mọi người. Anh thật sự có lỗi với mọi người. Anh đã lừa dối mọi người biết bao lâu đây. Đi cặp đôi bí ẩn lại. Thì em gửi nha. What? Friends. Cặp đôi bí bọ mà Cable. What? 하영이 cặp. Thật sự em rất là sốc. Tại vì từ hôm trước tới giờ thì em lúc nào cũng đinh ninh chị Diễm và là anh Brad là một cặp. Nên là khi mà có những cái thử thách với trong nhà chung với nhau á, thì em luôn chọn anh Nhân. Thì bây giờ em cảm thấy hơi có lỗi với chị Diễm. Nhân là một trong cặp đôi bí ẩn. Và cái người đến đây tham gia chương trình cùng Nhân cũng là một nửa của Nhân, đó chính là Diễm.
Sao? Thì thật sự là mình đã dịu quen nhau trước đó rồi, thì chưa có một lời tỏ tình nào tử tế đối với Diễm. Thì Diễm là người hiểu anh nhất, cũng là người chịu đựng anh nhất. Bởi vì cái tính của anh thì rất là hay cọc, cũng rất là con nít. Nhưng mà suy ngẫm lại nhiều thứ á, thì Diễm luôn là người người thương anh nhất, cũng như là luôn luôn nói chung là chiều anh. chịu đựng cái tính của anh. Thì đến ngày hôm nay anh muốn nói với em, sau bao nhiêu thời gian đã trải qua cùng với ngôi nhà chung, thì anh luôn vẫn tình cảm của anh luôn vẫn tin ở em. Và anh mong là sau này á, anh mong là sau này dù cho mọi thứ có thay đổi như thế nào nữa, thì tình cảm đối với anh của anh đối với em nó vẫn là mãi như vậy ha. Em có gì muốn nói với anh không? Muốn anh đập không? Gì vậy? Từ bữa giờ chịu đựng lắm rồi. Thì nhưng mà anh cũng đã nói với em rồi, trước sau là anh như một. Ok. Hôm nay mình thấy cái quan cảnh này á, thật sự là Tuấn Anh rất là vui luôn á. Tuấn Anh thấy các bạn tỏ tình mà Tuấn Anh ước gì cái người bạn gái Tuấn Anh đứng ở đây và để cho Tuấn Anh nói những cái lời mà thật tâm nhất của Tuấn Anh. Mà bây giờ hôm nay á, là Tuấn Anh thấy giữa Ráp với Đại Nhân là cái người mà làm Tuấn Anh là bất ngờ nhất luôn á. Thật sự mình không thể nào tưởng tượng được là Diễm với Đại Nhân quen nhau, mà bởi vì cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mọi người ạ. Thì thôi xin chúc mừng Nhân, Diễm với lại anh Long và Thảo. Chúc mọi người sau chương trình này sẽ có được những cái khoảnh khắc thêm nữa để chúng có thể bước xa hơn trong cái cuộc đời của các bạn. Mọi người ơi, Long có một số điều muốn nói với mọi người. Thứ nhất thì 8 ngày vừa rồi là 8 ngày rất là vui của Long cũng như là của tất cả team chúng mình. Thì từ là những người không biết nhau mà đến bây giờ chúng ta đã trải qua được khá là nhiều những cái kỷ niệm. Chúc mừng Nhân và Diễm. Bọn em đã làm cho mọi người bất ngờ. Rat, I think you okay. I can't sleep tonight. Dù gì thì nữa thì sau 8 ngày vừa rồi thì anh cũng mong là sau này cả team mình sẽ vẫn gặp gỡ nhau và mình có thể lấy một cái ngày là cái ngày đóng máy làm cái ngày kỷ niệm của cái mùa 10 của chúng mình. Em là thành viên nhỏ nhất thì mọi người đối xử với em cũng giống như em út trong nhà vậy. Thì thật sự là sau chương trình em cảm thấy em được nhiều hơn mọi người. Thứ nhất là em được những cái trải nghiệm, thứ hai là em được giữ người anh người chị. Thật sự là không có quen biết nhau, nhưng mà khi mà ở chung nhà với nhau á, chia sẻ với nhau những cái điều mà từ trước giờ em chưa có chia sẻ nhiều với ai. Em cũng gửi lời xin lỗi tới chị Diễm. Tại vì cái bữa mà chơi thử thách với nhau, em thật sự không nghĩ anh Nhân là cộng đôi bí ẩn. Nên là hôm đó em mới chọn anh Nhân là người chạm môi với em. Không xanh chưa? Bỏ tay ra nào! 4 5 Đâu? Đúng rồi đó. Để cái người mà mang tù làm hết này. Thì thứ hai nữa là em xin chúc cho anh Nhân, chị Diễm và anh Long với lại chị Thảo sẽ hạnh phúc. Đúng không? Nhưng cảm thấy những ngày qua á, mình sống không phải là Nhân nữa. Cảm giác lúc nào cũng diễn mệt mỏi luôn á. Nhưng mong mọi người cũng bỏ qua. Nhớ là Red nè. Sau này mình vẫn mãi là anh em tốt. Ôm gái. Ôm gái. Ôm gái. Ôm gái nè. Ôm gái.
Trời ơi, mấy này không dám buồn quá luôn á. Chị phải nói cho em chứ, buồn quá à. Như thế là vui rồi. Dù gì thì mình cũng có thêm rất nhiều người bạn. Và nó là kỷ niệm đúng không Brad? Đúng không? Tất cả sau chương trình này thì mình vẫn là anh em, những thành viên của lớp House mùa 10. 1, 2, 3. Yeah! Vậy là 7 ngày đầy ấp những kỷ niệm vui buồn của 8 bạn trẻ đã kết thúc. Mong rằng khoảng thời gian tham gia ngôi nhà chung Sơ Đi 10 sẽ là một đoạn ký ức đáng nhớ với tất cả các thành viên. Chúc mừng Long và Thảo đã tìm thấy nhau và mong rằng con đường của hai bạn sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Với một vài thành viên vẫn còn đó những tiếc nuối. If I have a chance to come back again, and then if I already know the team is the secret cover, yeah. Maybe, yeah. Maybe I choose Queen. Em cảm thấy em hơi tiếc một chút là tại vì em luôn nghĩ anh Red là cặp đôi bí ẩn với chị Diễm, cho nên là em luôn dè chừng với anh Vas. Và kiểu mình luôn ở trong cái tư thế là em với anh Vas luôn là giống như là anh em vậy đó. Em không có muốn tiếp xúc với anh Vas nhiều hơn. Fred là một ít một lần. Fred là muốn ăn cơm với Queen. Nối vào tuần sau sẽ là mở đầu cho một series thật đặc biệt của ngôi nhà chung, series Love Island. Các thành viên sẽ trải nghiệm các công việc trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp, qua 7 ngày cùng sống trong một căn villa tuyệt đẹp bên bờ biển lãng mạn. Các bạn trẻ sẽ có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau và từ đó những câu chuyện tình yêu mới sẽ bắt đầu. Hãy cùng đón xem tập đầu tiên của ngôi nhà chung series Love Island vào tuần sau.